xin chào các bạn. Hãy ở trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại những từ nối hay còn gọi là liên từ trong tiếng Nhật à, để giúp chúng ta có thể làm được bài đục lỗ, bài đọc hiểu cũng như là nghe hiểu một cách tốt nhất nhá. Hãy ok và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê những từ nối thể hiện cái mối quan hệ giải thích. Hãy đầu tiên chúng ta sẽ có từ gì ạ? À? Một từ rất là quen thuộc luôn đó. Tsumari Đúng không ạ? Tsumari Dịch là gì đấy? Nói cách khác là hay là tóm lại là Đúng chưa ạ? Thì nó có một cái cách giải thích rất là đơn giản của nó là gì đấy? Kanta ni yuto Kanta ni Đúng không? Ideska Đó là từ đầu tiên nhá Tiếp theo từ số 2 cũng tương tự như thế Chúng ta có từ Sunawachi Cũng là một từ vựng để giải thích Đúng không ạ? Có nghĩa là hay là tức là thế nào ở đó Đấy, Tiếp theo chúng ta có từ yo ni, yōsuru ni nya thì tóm lại là chung quy là thế nào đó. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa đó là naze nara. Naze nara, nếu mà hỏi là tại sao thì đằng sau sẽ có phần giải thích là vì thế này này. Naze nà nara naninani kara desu. ạ Hay, ok, các bạn đã nhớ được bốn từ đầu tiên chưa? tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với những từ nối hay liên từ thể hiện cái mối quan hệ của sự lựa chọn cái này hay là cái kia a hay là b a hoặc là b đúng không ạ đầu tiên các bạn có nhớ ra được từ nối gì luôn không ạ chúng ta có từ đầu tiên a rơi hoặc là hay là từ số hai sore thổ mộ sore thổ mộ cũng là hoặc là hay là Ừ, Tuy nhiên thì mình cần có một cái chú ý nhỏ nhỏ ở cái từ sore tố này, đó là nó sẽ nối hai cái câu nghi vấn với nhau. Hai câu nghi vấn, hai câu hỏi với nhau. Như thể là anh chị muốn uống cà phê hay là muốn uống uh, muốn uống trà chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có câu là Coffee <laughs> đúng không? Kohi desu ka? Sore tomo Đó nhá, hai câu nghi vấn đi với sore tomo desu ka. Rồi tiếp theo chúng ta có từ mosu wa Moskva đơn giản là hoặc là hay là thôi Và một từ nữa cũng rất là quen thuộc luôn Matava Matava Ideska Hai Ok Kết thúc mối quan hệ lựa chọn Chúng ta đi đến với một cái Những cái từ nối thể hiện cái mối quan hệ nghịch Mối quan hệ nghịch Tức là về trước và về sau sẽ có những cái sự trái ngược nhau Thì đây là những cái từ nối rất là quan trọng luôn đó mọi người Đúng nào, cái nội dung ở đằng sau của những cái từ nối thể hiện cái mối quan hệ nghịch này Nó thường là những cái nội dung rất là quan trọng Đúng chưa? Khi mà các bạn làm đọc hiểu hay là nghe hiểu thì thường được nhắc là cần phải chú ý đến những cái từ nối như thế này đúng không ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê một vài từ quen thuộc và rất là tiêu biểu, rất là hay dùng nhá Đầu tiên chúng ta có Keredomo ừ, Kedo này, Keredo này, hay là Keredomo Đều tương tự như vậy đúng không ạ? Thì nó đều là gì đấy? Nhưng tuy nhiên Ừ, nhưng, tuy nhiên Đó Kedo này Keredo này Và keredomo Được chưa các bạn? Giống nhau nhá Tiếp theo chúng ta có Shikashi Shikashi Đúng no, không? Shikashi Shikashi thì nó sẽ nối hai câu Còn keredomo thì nó có thể là đứng giữa hai câu Hoặc cũng có thể là ngắt giữa một câu Hai vế của một câu Đúng không ạ? Nhớ Shikashi dịch là nhưng hay là tuy nhiên Đó, rất là quen thuộc rồi này Tiếp theo chúng ta có một cái cụm vẫn là liên quan đến Shikashi nhá Shikashi nagara Shikashi nagara Cũng tương tự như vậy thôi Cũng là tuy nhiên thế nhưng mà Mặc dù vậy Đúng không ạ? Hai Tiếp theo này Sore demo Dù là thế đúng không? Dù là vậy Đó Sore demo Ok Tiếp theo Sore nano ni ừ. Sore nano ni Đúng không? Cho dù thế nào Cho dù như thế thì ừ. Ok chưa? Tiếp theo Ê, eh số Đúng không? Tức là dù sao đi nữa Dù có thế đi chăng nữa Đúng không? Ừ. Tiếp theo này chúng ta có từ Đa kê độ Đa độ thì các bạn có thể hiểu theo nghĩa của kê độ Nhớ vậy cho đơn giản cũng được nhá Dịch có thể dịch là nhưng mà Tuy thế hay là tuy nhiên Được chưa? Hai, tiếp theo Daga gà đúng không? Chính là desu gà đấy mọi người Desu ga Daga À thế nhưng mà Tuy nhiên, đó nó cũng giống với đa kế đồ á mọi người Nhớ Tiếp theo, tadashi Tadashi Nhớ luôn kèm chữ Hán của nó giúp mình nhá Tadashi là tuy nhiên nhưng mà đó, nó đều là thể hiện được mối quan hệ nghịch mà nghĩa của nó Nó gần tương đương với nhau thôi, không cách biệt là mấy đâu mọi người Nhá Tiếp theo Đạt tệ Đạt tệ Giải thích nguyên nhân lý do đấy Vì Đúng không? Dù là thế hay là ngay cả thế Đạt tệ Tiếp theo Demo Demo, Demo, Demo đều là dạng tương tự như vậy đúng không? Demo à thì là tuy nhiên là nhưng, ừ, hay là tuy vậy Đó, tiếp theo chúng ta có gì đấy ạ? Desukeredomo, Desukeredomo, đúng không? Thì nó cũng là mặc dù là như thế, dù là thế thì đó. Và từ cuối cùng cũng là một từ rất là quen thuộc và hay gặp ở trong bài đục lỗ mọi người Đó là từ Tokoroga, là tuy nhiên, là nhưng Vậy là chúng ta đã liệt kê được một vài những cái từ nối hay là liên từ thể hiện cái mối quan hệ nghịch rồi đúng không mọi người? Vậy thì có quan hệ nghịch sẽ có mối quan hệ thuận nữa Chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê tiếp nhá Đầu tiên chúng ta sẽ có một từ Stagate Từ này nó sẽ là một từ thuộc tầm khoảng N2 ấy, mọi người Stagate à, Nếu mà các bạn học N2 rồi chắc hẳn là các bạn cũng sẽ nghĩ ra luôn, hình dung ra luôn à ở trong N2 mình cũng có một mẫu câu ngữ pháp đúng không? Đó là ni shitagatte, ni shitagau, ni shitagai ừ, là càng càng hay là theo cái gì đó đúng không ạ? Đó thì shitagatte đây nó không phải là một mẫu câu ngữ pháp, nó là một từ nối mọi người nhé, nó ở đây là một từ nối mà thôi, là một liên từ thôi. Đó thì shitagatte nó sẽ mang nghĩa là sở dĩ à, vì vậy do vậy thể hiện cái nguyên nhân lý do ấy. Nhá. Tiếp theo tốt tốt ừ. làm gì đó đằng trước và ngay lập tức khi đó thì ngay lập tức sẽ đưa ra một cái kết quả nào đó đằng sau thì người ta sẽ sử dụng cái từ nối là sự tốt đúng không tiếp theo số và đúng không và tiếp theo số cô đấy do đó đúng không? do đó. thì đằng sau cái số so cô này thì nó sẽ thường đưa ra một cái những cái phương án những cái cách giải quyết nào đó cho cái vấn đề ở đằng trước của nó được Tiếp theo Sore de Sore de là À gì dạ, Bởi thế mà cho nên Đưa ra kết quả thôi đúng không? Tiếp theo Sore de wa Sau đó vậy thì thế nào đấy này Đấy Sore nara Sore nara À nếu mà như thế Trong trường hợp mà như thế Thì thế nào đấy Đúng không? Hay là So suru to So ba Nếu mà làm như thế Thì Đúng không? Nếu mà làm theo cách đó thì Đó được chưa và deskara là vì thế Thế nên Đấy, Và cuối cùng chúng ta cũng có một từ khó khó một chút Từ yueni Yueni là thể hiện nguyên nhân kết quả do đó Hay là kết quả là thế nào đấy Yueni nó cũng là một mẫu câu ngữ pháp của nửa một đấy mọi người Ok Hãy, vậy là trên đây chúng ta đã cùng nhau liệt kê ra những từ nối, những liên từ rất là hay dùng thể hiện các mối quan hệ như là mối quan hệ thuận này, mối quan hệ nghịch này, mối quan hệ lựa chọn hay là những cái mối quan hệ thể hiện cái sự giải thích chẳng hạn đúng không nào? Và hy vọng là sau clip này các bạn có thể nắm chắc hơn, có thể um, nhớ được nhiều hơn những cái từ nối để áp dụng vào những cái bài thi sắp tới của chúng ta nhá. じゃあまた